Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hồ Phương Anh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách gấp một con mèo bằng tờ tiền 5.000 đồng nha. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ lấy từ phần ngoài này các bạn mở nó ra. Ta để phần ngược lại và cùng gấp nó vào. Ta gấp nó lại với phần đối diện như thế. Rồi bây giờ ở đây nó có một cái tâm ngay giữa, thì mình cũng sẽ gấp đôi tờ giấy lại mình giữ ngay phần đây và gấp. Mình sẽ để nó xuống đây. Để nó xuống. Xoay gấp nó. Đè đè phần này xuống dưới. Ta cái miệng đè nó xuống như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp nó xuống. Đó, gấp nó xuống như thế này. Và bây giờ mình sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Rồi, bây giờ tiếp tục ở phần này mình sẽ gấp nó vào giữa. Đó, gấp vào giữa như thế này nha. Và tương tự phần này cũng vậy luôn. Ở cái phần trong này nè, đó cái phần giấy này, mình sẽ đẩy từ từ gấp nó vào trong. Đó, đẩy 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 nó vào. Rồi canh cho nó vừa bằng cái đường thẳng này. Các bạn đẩy nó vào cho nó sát luôn nhé. Đó, rồi các bạn canh ở phần này thì nó sẽ được nhọn ra. Cái phần này nó nhọn chứ nó không bị dư nhé. Ở hai phần nhọn này thì mình sẽ gấp nó vào giữa. Ở đây nó có một cái đường đó, thì mình cũng sẽ gấp cái phần nhọn này nó vào giữa như thế này. Và tương tự bên này cũng vậy luôn. Cũng sẽ gấp nó vào giữa. Đó.
cho nó lên một chút thôi nha. Cách cho nó lên. Sẽ gấp nó xuống dưới đây. Phần trên này mình gấp nó xuống và các bạn để nó lên. Bạn muốn bao nhiêu cũng được nha, các bạn cứ để nó lên và các bạn cứ canh thôi để làm cái tai cho con mèo của chúng ta. Như thế này thì các bạn cũng sẽ gấp cái phần nhọn này xuống dưới đó, các bạn gấp nó xuống dưới đây. Rồi và lần qua đằng sau. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh BA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.